Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Hôm nay ở shop mình á có mở cái bằng ghe ra sale á, là nó bán hàng đồ cũ á. Nguyên một sớm luôn. Đó, người ta đi tấp nập ghê không? Nhà nào có đồ nhiều cái đem ra bán. Đây nhà này à, bán được cũ. Chỗ tính tiền. Quần áo cũ, đồ cũ. Giày dép, giỏ, sách. Đó, đủ thứ hết. Đây nguyên kệ giày dép. Đủ lỗi hết. Thank you so much. You have a great day. Hi there. Đồng máy. Đây là tranh ảnh đồ. Kiếp. Bàn ghế cũ. Nhà thấy không? Xe cộ nó chạy tập. Sớm này nay vui. Nhớ nhà bệnh của các bạn. Thường thường cuối tuần chủ nhật thứ bảy hai ngày đó là nó bán đồ cũ. Nhà này bán đồ ít hơi ế. À, bé gái à, có đồ mới đi đâu đi mua đồ cũ luôn nè. Thức sớm đi mua đồ cũ. Nhanh lên vô trong đi à, giỏi. Nó mới tập đi. Tập dắt dây nên nó chưa quen. Nhà này cũng có bán hơi đồ ít nên không có nhiều người vô. Đây nhà bên đây luôn. Xe cổ chạy tấp nập. Đó, mấy chiếc xe chạy vòng vòng á. Nhà nào có đầu ngừng lại. Nhà nghe cái tiếng chuông nhà thờ không? Nó gõ. Đúng giờ lại gõ. Cái này đừng tưới cỏ. Đây. Bà này chó đi đầu luôn. Đây. Chỗ này nó có bán cái bếp điện. Có cái ghế nó cho. Cái bàn nó cho luôn đi. Đó. Đầy phi kìa. Đó bưng về làm gì? Ừ. Đi hỏi cái bàn nhỏ trắng nó cho hay gì nó kê. Đây là cái bếp ta cũng mới mua.
bàn quần áo. Đó, nhiều nhà nó có đồ ít cũng đem ra bán. Mấy cái cây Noel. Cây Noel với thảm. Đây. Mua cái áo này khỏi cần mua cọng dây chồng á. Cái áo có cọng dây dính luôn. Mới lần đầu tiên đi nên nó không quen. Em bé đi một vòng gần 2 cây số mà chưa thở được 3 tháng rồi. Hôm nay đem về nhà được 1 tháng. Nó này kia thêm một nhà. Đây là cái bảng này nè, nó để trước 1 tuần á, thông báo cho mình, cho người mình biết á, để là thứ 7 tuần này là nó có bán đồ cũ á. Cái bảng này à. Còn bản bản thì nó for sale rồi, nó ở khu này có cái nhà buôn bán. Ở bên kia có nhà, người nhà nó chắc bán đồ ít nên ít người lại. Nó đó cái nhà đó là nó đi sửa rồi giờ đừng bán. Đó nhà này hôm nay có người lại sửa, đầu treo bảng nó bán. Chó thì thấy mình cao nghe không, đứng sủa. Bên kia có một căn nhà nữa. Đây là căn nhà của bà hàng xóm với mình. Đây, ỉa chết mẹ rồi. Ở đi con, đi. Vào nhà bả cho em đi. Đi về luôn. Không ạ. Đây bà hàng xóm nhà mình. Yeah. First time she bought it. Oh, is it? First time, yeah. Wow. Good. Good. Wow. Nó nhiều người mua được bỏ đồ in xe. Đông vui ha. Thôi mình chào cả nhà ha. Video giờ cũng hơi dài á. Cả nhà coi xong nhé, like và đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.